Lạ, tưởng đi đánh tennis nhưng thật ra là đi bắt côn trùng. Với chiếc vợt tennis có thể bắt côn trùng do một người chơi thiết kế trong hộp bốc thăm trường tennis mới, hứa hẹn sẽ khiến bạn bất ngờ. Đặc biệt nhất khi mở hộp bốc thăm trường tennis, bạn có thể nhận được chiếc vợt với thiết kế một chiếc vợt đánh tennis phối hợp giữa vàng và xanh năng động. Điểm thêm chiếc vương miện quyền lực và hai chi tiết mặt cười và trái tim như kêu gọi mọi sinh vật lạ mắt tiến đến. Nổi bật với chiếc vợt dùng bắt những côn trùng lớn và xác suất vượt côn trùng lợn tăng 30% và giảm 20% bộ nhạy cảm. Hiệu ứng nhanh tạo ra ánh lên như một lòng vượt to bự. Với những ai từng trang phục, biểu cảm gương mặt mắt long lanh sắc cam với đôi mi cong vuốt mới lạ. Kết hợp với mái tóc nâu nhẹ xõa nhẹ nhàng hai bên cùng với phụ kiện chiếc băng đô tennis preppy thêm phần xinh xắn. Tiếp đến về trang phục, nổi bật với phong cách preppy cùng chiếc áo len và chiếc váy xếp ly tun trắng xanh năng động cá tính. Một đôi giày năng động cá tính giúp bạn tự tin trong mọi trận đấu. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc chiến vượt tennis với những côn trùng chưa? Cuối cùng là nội thất trong hộp với những vật dụng chuyên dụng có thể biến góc sân nhà bạn thành một sân tennis xịn nịt. Các bạn thấy hộp bốc thăm mới này như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới bình luận nhé. Chúc các bạn chơi vui!